felt it from the day I saw you. Is this butterflies or nausea? I can't tell the difference anymore. Promises and paranoia. Can't remember life before you. Up is down, the ceiling's on the floor. Kill me slow with every kiss. Consider this my dying wish tonight. I want you to wreck my heart and give me stitches. I love the emotion sickness. Oh, 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 oh. You're the cause that cures the symptoms. My unfortunate addiction. Oh, oh. Thank you.
núi ngàn, nhìn bóng chim trời bay lượn, dài cánh tay ngẩng cao đầu, sự sống không khí trong lành, đục phá tan rừng xanh này, phá tan một đi đồng xanh đó, đường chiến đi biển xanh kia, mẹ trai đất sẽ sống mãi, hãy quy ra thế giới này như nâng niu yêu thương gia đình ta. Một màu xanh cho bao trẻ em, một màu xanh cho bao tình yêu, một màu xanh cho những ước mơ, một màu xanh cho những hy vọng. Trong khai vấn chân vương đoạn đường dài ta miệt mài một đời cũ.
chào rất nhiều những gương mặt đẹp xinh, đặc biệt là trong trang phục của ngày hôm nay, dress code của màu trắng. Thực sự là cho mừng anh chị em từ những nơi mảnh đất mũi né yêu thương đầy nắng và gió và cũng rất nhiều khác nữa. Chào mừng các mọi người và ngày hôm nay trong cái không khí như này vui từ buổi chiều rồi. Sáng hôm là những buổi chiều nên vui vui quá, vui hơn nữa luôn, nhưng mà rất là giàu lên, rất là sẽ là vui nhất. Thì có câu nói chiều nay anh em xin đã nói mình muốn đi nhanh thì mình đi một mình, ở một nơi xa thì mình đi bằng thì mình cùng nhiều người, và ở đây đó là minh chứng cho sự phát triển của ESG của La Siesta tới những chân trời mới, tới miền Nam của Việt Nam. Và với những thành công chúng ta đã có, đặc biệt là La Siesta Film Sài Gòn, và tới đây chúng ta tiếp theo có La Siesta Center Sài Gòn, đó là những minh chứng của sự đi xa, đi cùng nhau và đoàn kết với tinh thần EHG và Mã Lý. Và một nhà ngày hôm nay tôi thay mặt cho ban giám đốc, cho anh chị em chúc cho chúng ta có một đêm ca thật tuyệt vời, tình đoàn kết và luôn luôn đồng hành cùng công ty phát triển và tạo ra nhiều năng lượng giá trị tích cực cho cộng đồng, cho chính chúng ta và cho toàn thể xã hội. Xin chân thành cảm ơn và chúc mừng anh chị em. You light up my heart.